Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Wear Cartoon. Eustace và Muriel có thể coi là một trong những cặp đôi kỳ lạ nhất trong thế giới cartoon bởi sự trái ngược hoàn toàn về tính cách và lối sống. Trong khi Muriel luôn bao dung, chăm sóc mọi người xung quanh, đặc biệt là ông chồng khó tính của mình, thì Eustace lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến gia đình cả. Điều này khiến tớ tự hỏi, liệu một kẻ xấu xa, ích kỷ như là Eustace có thực sự yêu vợ mình không? Hay đối với ông ta, Muriel chỉ như một người giúp việc không công, phụ trách chăm lo nhà cửa bếp núc hàng ngày mà thôi? Tất cả sẽ đều được thể hiện qua cách Eustace đối xử với Muriel xuyên suốt bộ phim. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không cùng chúng tớ tìm câu trả lời ngay sau đây. Let's go! Là một người ích kỷ, việc Eustace thiếu quan tâm đến cảm xúc của người khác là điều hiển nhiên. Ví dụ như đối với Courage, mặc kệ chú chó có sợ hãi, la hét hay trốn chạy hết lần này đến lần khác, thì Eustace vẫn chưa bao giờ ngừng hù dọa chú chó tội nghiệp. Nhưng điều mà tớ không ngờ là ngay cả với vợ mình thì Eustace cũng bày tỏ thái độ vô tâm đến máu lạnh. Điều này được thấy rõ trong tập The Magic Tree of Nowhere. Chỉ vì cái nan tức ở với cây ma thuật mà Eustace đã không ngần ngại xúc phạm nó, thậm chí còn ước rằng Muriel có một cái đầu to hơn chỉ vì bà đã bênh vực cái cây khi mà Eustace cố gắng đâm nó. Kết quả ngày hôm sau, Muriel thức dậy với cái đầu cực kỳ căng tức. Tình trạng của bà rất nghiêm trọng, nhưng tất cả những gì chồng bà quan tâm chỉ là bữa sáng của ông ta. Trong tập King Ramses Curse, sau khi giữ lại phiến đá chứa các biểu tượng của Ramses vì biết nó trị giá hàng triệu đô la, gia đình Eustace đã gặp nhiều biến cố đến mức suýt mất mạng, như cả ngôi nhà bị ngập trong nước, bị tiếng nhạc chói tai tra tấn và cuối cùng là bị đàn châu chấu tấn công. Nhưng Eustace vẫn nhất quyết không từ bỏ phiến đá, cho đến khi Corrid cướp được và vứt nó đi, ông ta vẫn cố đuổi theo sau. Điều quá đáng nhất là trong khi ngôi nhà bị ngập, Muriel lo lắng không biết chồng mình đang ở đâu, sống chết thế nào, thì Eustace lại lén lút dùng ống thở và lặn ở dưới cùng với phiến đá vô tri của mình. Thật là một gã chồng vô tâm phải không nào? Còn nhớ trong tập 2 phần 2 của bộ phim, Eustace đang sửa mái nhà thì vô tình va phải một tấm ván lỏng lẻo khiến nó bay xuống và đập vào đầu Muriel. Muriel sau đó đã được đưa vào nhà trong tình trạng mất trí nhớ. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra sốt sắng, quan tâm tới tình trạng sức khỏe của vợ, thì Eustace lại lợi dụng điều này để đá đít Corrid ra khỏi nhà và sai khiến Muriel làm mọi điều ông ta muốn. Thậm chí, ông ta còn nói với Muriel rằng bà không phải vợ mình mà là một nữ nô lệ với công việc lau dọn, nấu nướng, mua sắm, giặt giũ quần áo và tất cả những gì ông ta muốn, rồi ngay lập tức bắt Muriel đi làm bữa tối cho mình trong sự hả hê. Các cậu biết đấy, những cơn ghen tuông nhẹ nhàng chính là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Sẽ thật kỳ lạ nếu đối phương không cảm thấy bực bội khi nhìn thấy một người nào đó đang có ý gì khác với bạn phải không nào? Và Eustace chính là một người kỳ lạ như vậy. Trong tập The Good Ecuse, Muriel đã lọt vào tầm ngắm của một vị thần ngỗng và được tên này ra sức tán tỉnh. Không những biến ra cả cánh đồng hoa trước nhà, tặng quà và hoa mà còn dùng thơ ca và đồ ăn để mê hoặc bà. Không phụ sự cố gắng của thần ngỗng, Muriel đã bắt đầu siêu lòng trước sự theo đuổi nhiệt tình và vô cùng bài bản đó. Tuy nhiên, Eustace lại không có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng. Thậm chí, ông còn mặc kệ những lời nhắc nhở của Courage về một kẻ kỳ lạ đang cố gắng tán tỉnh vợ mà chỉ lo cho cái xe tải cũ kỹ của mình. Ngay cả khi Muriel bị tên thần ngỗng bắt cóc, thì Eustace vẫn đang cắm đầu với chiếc xe và để nhiệm vụ giải cứu Muriel lại cho Courage. Và rồi Eustace, một kẻ chưa bao giờ bật khóc vì quan tâm hay lo lắng cho vợ mình, đến cuối phim lại khóc nức nở khi nhận được lời mời dự đám cưới giữa thần ngỗng ngổ ngáo và chiếc xe yêu quý của mình. Điều này khiến tớ tự hỏi, liệu Eustace có thực sự yêu vợ của mình hay không? Eustace rất nghe lời Muriel, điều này chắc không khó để nhận ra phải không nào? Dù là một người nóng tính và hay đánh đập hay là chửi mắng Courage, đôi khi cũng nặng lời với cả Muriel, nhưng nhìn chung, ông ta chưa bao giờ đánh hay là làm trái ý của bà, dù ông không thích điều đó. Thậm chí, ngay cả khi bị Muriel đánh, thì Eustace cũng không hề phản kháng. Như trong tập Scary Shadow, cái bóng đã khiến cho Muriel hiểu lầm là Eustace đang đánh đập Courage. Vì vậy, bà nhanh chóng chạy ra và đánh Eustace. Chưa kịp lắng nghe chồng giải thích, bà ngay lập tức bế Courage về phòng và bắt Eustace phải nằm ngủ trên gác xếp. Và rồi ông chỉ có thể bất lực kêu lên "What did I do?" rồi yên phận quấn chân run rẩy trên gác xếp mà không hề dám về phòng. Xem ra, dù có là Eustace thì đứng trước Muriel cũng chỉ có thể là cá con thôi nào, phải không các cậu? Thêm nữa là trong tập The Hunchback of Nowhere, dù không thích sự xuất hiện của Hunchback trong nhà, nhưng vì Muriel đã lên tiếng bảo vệ cậu bé nên Eustace đành đồng ý cho cậu ngồi chung bàn ăn với mình. Nhưng đồng ý thì không có nghĩa là ông chịu để yên cho cậu. Vì ngay sau đó, Eustace đã dùng một loạt những lời lẽ xấu xa để xúc phạm Hunchback. Thấy vậy, Muriel liền đuổi ông ra khỏi nhà. Các cậu nghĩ Eustace sẽ làm gì đây? Hét lên và nhất quyết làm theo ý mình ư? Không hề. Ngược lại thì ông chỉ có thể hậm hực mở cửa và đi ra ngoài mà thôi.
Chắc là các cậu sẽ không ngờ đến một người vừa độc ác vừa ích kỷ như Eustace sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp đỡ hay giải cứu một ai đó đâu nhỉ. Nhưng sự thật là Eustace đã từng bỏ qua lợi ích của bản thân để giúp đỡ một người duy nhất, chính là vợ mình, Muriel. Trong tập Invisible Muriel, Muriel đeo một viên đá quý màu xanh do Corrid tìm thấy trong vườn và trở nên vô hình. Lo lắng cho bà, Corrid và Eustace đã tìm gặp tiến sĩ Vindaloo để nhờ giúp đỡ. Ông đã nói với họ rằng ông cần ai đó đeo chiếc vòng cổ và biến mất để tìm thuốc giải. Nhưng vì viên đá không có tác dụng với chó, nên Eustace phải bất đắc dĩ trở thành vật thí nghiệm cho tiến sĩ Vindaloo. Tuy chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nhìn chung chúng ta đều thấy Eustace cũng lo lắng cho vợ mình và sẵn sàng để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm để cứu vợ, phải không nào? Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong tập Shirley's Queen, Muriel rất thích có một chiếc vòng ở gian hàng của pháp sư Shirley. Eustace muốn tặng vợ, nhưng không có tiền nên đã lừa Shirley để lấy được chiếc vòng. Sau khi phát hiện ra trò lừa đảo của Eustace, Shirley đã đặt một lời nguyền lên Eustace và Muriel, khiến họ liên tục lừa dối đối phương một cách mất kiểm soát. Corrid đã tìm đến Shirley để xin cách giải lời nguyền, nhưng Shirley tiết lộ rằng chỉ có một cách để giải lời nguyền này, đó là cả hai phải nhìn nhận được sự tốt đẹp bên trong đối phương và thực hiện một hành động tử tế. Sau đó, khi chứng kiến Muriel bị con bọ ở chân làm cho đau đớn, Eustace đã không ngần ngại dụ con bọ nhảy sang cắn chân mình. Như vậy, lời nguyền đã được hóa giải, cũng cho thấy được sự tốt đẹp hiếm hoi của Eustace. Cuối cùng là lần mà Muriel bị con quỷ trong chiếc đệm mới mua của mình chiếm hữu cơ thể, khiến ngoại hình và tính cách của bà hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây, Muriel nhìn vô cùng đáng sợ với những chiếc răng nanh và mái tóc đỏ bồng bềnh. Corrid ngay lập tức nói với Eustace, nhưng ông chỉ nghĩ chiếc đệm mới khiến Muriel gặp ác mộng. Cho đến khi chứng kiến đầu của Muriel lìa khỏi cổ với điệu cười man dợ, Eustace mới hoảng hốt cùng Corrid nghĩ cách để cứu bà. Dù rất ghét Corrid và là một kẻ nhút nhát, nhưng vì vợ thì Eustace vẫn quyết định nghe theo lời chú chó, mặc đồ ngủ của Muriel và đọc câu thần chú. Dù đã thất bại, nhưng mà chi tiết này đã phần nào cho chúng ta thấy vị trí của Muriel trong lòng Eustace khi ông sẵn sàng gác lại sự ghét bỏ với Corrid và nỗi sợ của bản thân để cứu vợ của mình. Một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất giữa Eustace và Muriel có lẽ là phân đoạn Eustace an ủi vợ mình trong tập The Mask. Kẻ đeo mặt nạ làm bẽ mặt Muriel bằng cách tiết lộ chuyện bà ăn vụng bánh ngọt, khiến Muriel xấu hổ và buồn bã đến mức không thể ngủ được. Bà đã hỏi Eustace rằng có phải bà ăn quá nhiều hay không? Và thay vì xỉa sói hay gắt gỏng như mọi lần, Eustace đã bảo bà đừng quan tâm đến điều đó và chúc bà ngủ ngon. Không những thế, khi Muriel xin lỗi vì đã làm tổn thương ông khi nói rằng Eustace chẳng sửa chữa được bất cứ thứ gì, ông đã an ủi bà rằng, không sao đâu Muriel, không ai là hoàn hảo cả. Và cả hai đã trao nhau cái ôm đầy ấm áp. Chi tiết này khiến tớ lại nghĩ rằng Eustace thật ra cũng không tệ lắm, phải không các cậu? Qua đây tớ có thể khẳng định rằng con người Eustace không xấu như mọi người thường nghĩ. Bên cạnh những lúc to tiếng, cáu gắt và đối xử không tốt với Muriel, Eustace cũng từng chăm sóc, an ủi, thậm chí là bảo vệ, cứu giúp bà trong nhiều tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, việc quyết định xem liệu Eustace có phải là một gã chồng tệ bạc hay không lại tùy theo tiêu chuẩn và cảm nhận của mỗi người. Các cậu nghĩ sao về ông chồng này? Liệu những hành động tử tế của Eustace có đủ thuyết phục các cậu rằng ông cũng là một người chồng không tồi hay không? Hãy chia sẻ cho chúng tớ cùng biết ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.